câu Việt Nam. Ngại chi đường xa không tới, về để nói với nhau mấy lời. Xuôi mây chèo sông ông đốc, đến trước kim đến trước Cà Mau. Xuồng ghe ngày đêm không ngớt, về Cà Mau dễ thương vô cùng. Về cái nước tầm rơi, nghe ai su câu ơ hờ. Thương em đừng để xuyên thơ lời, tội nghiệp ghê nghe xót xa con tim tôi. Chừng nào về năm cây, nhớ nhau qua lại cũng gần. Một lần về U Minh, nghe mũi cao nhớ rừng Cà Mau. Mai một Cà Mau em lớn, tuy úc mà xứ xoan đẹp hơn. Cà Mau đường đi không khó, mà chỉ có sông vắng đò. Em đứng mình em bốn hướng, xuyên tám mươi khách lạ ngàn phương. Cà Mau mặc thêm áo mới, về Cà Mau là thấy thương em rồi. Vâng, các bác đang được thưởng thức karaoke trên bàn Mixer 8 Line NX8 các bác nhé. Dòng bàn Mixer chuyên cho sự kiện cũng như là gia đình. Có 99 chế độ và có sử dụng EQ riêng biệt. Có Bluetooth, có USB đầy đủ ạ. Hiện tại thì bàn Mixer này em đang test để trước khi gửi lên đường về trên Tuyên Quang các bác nhé. Na Hàng Tuyên Quang cho một bác khách làm đám cưới ở trên đó. Hiện tại thì em đang hát echo các bác nhé. Tiếng nhạc lên rất là hay, cũng như là mic rất là ngọt ngào. Các bác nào có nhu cầu với những bàn mixer có thể liên hệ trực tiếp với bên em qua số điện thoại 0977 434 361. Với bàn mixer thì các bác có thể sử dụng gia đình hoặc sự kiện, hoặc là sử dụng các cái cổng để các bác làm effect rời. Còn chế độ trên bàn này thì rất là hay, kể cả reverb cũng như là echo. Vâng, em cũng đã được test qua bàn mixer rồi, giờ sẽ cho anh em đóng và gửi lên được. Các bác nào có nhu cầu vui lòng liên hệ với bên em. Xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.